Chào các bạn nha, hôm nay thì mình quay cho các bạn về cây hoa cát tường và chia sẻ cho các bạn về cái cách chọn màu như thế nào với cái quan điểm cá nhân và những cái chậu mà mình đang có đây. Như các bạn thấy là đối với hoa cát tường, cái màu trắng viền hồng, trắng viền tím, màu tím thì cái thế của cây khá là đẹp. Đây, những cái chậu mình đang quay đây là trắng viền hồng với trắng viền tím thì cái cây nó khá là cứng và cái thế khá là đẹp. Còn đối với cái cây màu xanh xanh bơ thì cái cây nó hơi yếu. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là cái cây màu xanh bơ. Và cái màu sắc hoa của nó thì đối với xứ nóng như ở miền Nam thì nó sẽ khá là nhạt, không được đẹp. Đây, mình quay cho các bạn xem đây. Do đó thì theo cái quan điểm cá nhân của mình thì thực sự cái màu này nó không được hợp cho lắm đối với việc trồng chậu. Mặc dù cái cây của nó khá là lớn, như các bạn thấy là cây của nó khá là lớn nhưng mà nó tương đối là yếu và cái thế của cây nó không được đẹp giống như những cái màu khác như là trắng viền hồng, trắng viền tím, màu đỏ. Nhưng cái cây đó thì nó cứng cây và nó cái thế của nó rất là đẹp. Đây, như cái chậu này mình trồng một cây trắng viền hồng và cây màu xanh bơ. Thì các bạn thấy là cái cây của nó khác nhau hoàn toàn. Cái cây trắng viền hồng thì nó đẹp, cái thế của nó cứng cáp, nó lên đều. Còn đối với cây màu xanh bơ thì nó yếu và nó không được đẹp. Do đó thì các bạn cân nhắc lựa chọn cái màu cho nó phù hợp nhé. Ngoài cái màu xanh bơ thì theo quan điểm của mình thì các bạn cũng không nên chọn màu vàng. Vì cái màu vàng cái cây nó khá là yếu, chăm nó khá là khó. Đấy là một số những cái ý kiến của mình. Hy vọng là có thể giúp cho các bạn trong cái việc lựa chọn màu cho nó hợp lý cho vụ Tết năm nay. Cảm ơn các bạn.